Mời quý khán giả đến với bản tin nhìn ra thế giới của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu, xung đột, các biện pháp cấm vận, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng đã và đang cản trở nhiều người dân trên khắp thế giới tiếp cận nhu cầu cơ bản nhất là lương thực thực phẩm hàng ngày. Các hiện tượng thời tiết cực đoan gây tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp. Việc sáng kiến ngũ cốc biển đen không được gia hạn đã đẩy giá lương thực thế giới tăng lên. Cùng với đó, Ấn Độ dừng sản xuất một số loại gạo khiến tình hình an ninh lương thực toàn cầu càng thêm bấp bênh và có nguy cơ đẩy nhiều người vào cảnh chết đói. Theo ước tính của chương trình lương thực thế giới, có tới 345 triệu người lâm vào cảnh thiếu lương thực, trong khi hàng trăm triệu người khác phải đối diện với nạn đói cùng cực trong năm nay, cho thấy nguy cơ mất an ninh lương thực đang thực sự trở thành thách thức chung của cả thế giới. Thị trường lương thực thế giới tuần qua đã nóng lên sau khi Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu một số loại gạo để ổn định giá bán lẻ trong nước. Là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, cung cấp gạo chính cho một số thị trường quan trọng ở châu Á và châu Phi cận Sahara. Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ được cho là không chỉ làm giảm nguồn cung gạo toàn cầu, tạo phản ứng hoang mang và tình trạng đầu cơ trên thị trường gạo thế giới. Đáng quan ngại hơn, động thái này có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực đối với các quốc gia phụ thuộc nhiều vào gạo. Sau quyết định của Ấn Độ, Nga và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm 29 tháng 7 cũng có động thái tương tự nhằm đề phòng nguy cơ thiếu hụt. Nếu các nước xuất khẩu gạo lớn khác cũng áp đặt biện pháp hạn chế xuất khẩu riêng, còn các nước nhập khẩu lớn đua nhau tích trữ, thì thế giới sẽ có thể xảy ra hỗn loạn trên thị trường gạo. Số người bị ảnh hưởng do lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ sẽ lên tới hàng triệu người. Trước đó, thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen, vốn được coi là phao cứu sinh đối với an ninh lương thực toàn cầu bị đổ vỡ, cũng gây ra một đòn giáng mạnh vào thị trường lương thực thế giới. Giá lúa mì đã tăng 10%, giá ngô cũng bị ảnh hưởng và hiện đã tăng 5-6%. Giá cả sẽ tăng lên. Điều đó có nghĩa là gia tăng tình trạng mất an ninh lương thực vào thời điểm mà các quốc gia, đặc biệt là các nước kém phát triển, đang phải vật lộn với nợ nần. Chúng tôi kỳ vọng an ninh lương thực sẽ trở thành một chủ đề cấp bách và được quan tâm hơn nữa trong tương lai. Bên cạnh đó, sự xuất hiện trở lại của hiện tượng thời tiết El Nino với điển hình là nhiệt độ tăng cao và hạn hán cũng khiến giảm sản lượng hoặc gây mất mùa với các loại lương thực như gạo, lúa mì, ngô hay các loại cây trồng khác. Tại Thái Lan, do tác động của hiện tượng thời tiết El Nino, sản lượng lúa gạo của Thái Lan trong vụ canh tác chính năm 2023 có thể sụt giảm khoảng 6%. Nông dân Thái Lan cũng được khuyến cáo chuyển đổi và trồng nhiều sản phẩm chịu hạn hơn thay vì canh tác vụ lúa thứ hai để đảm bảo nguồn cung nước. Tại Philippines, ước tính sản lượng gạo địa phương có thể giảm khoảng 1,8% và ngô vàng giảm 1% vào năm 2023. Trong khi đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo mới đây kêu gọi Bộ Nông nghiệp nước này cần đảm bảo kho dự trữ lương thực, đặc biệt là gạo để đối phó với tác động của hiện tượng El Nino. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp Indonesia cũng sẽ lập bản đồ khu vực dựa trên các điều kiện và yếu tố hỗ trợ cho sản xuất lương thực. Hiện tượng El Nino đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sản xuất lương thực, vật nuôi và lĩnh vực đánh bắt thủy sản. Giới phân tích lo ngại những thách thức liên tiếp ập đến khiến hệ thống lương thực toàn cầu đang ở trong trạng thái bấp bênh hơn bao giờ hết. Hiện lượng gạo tồn kho toàn cầu dự kiến ở mức thấp nhất trong 6 năm qua, khoảng 170 triệu tấn vào cuối năm nay, trong khi giá gạo thế giới đang dao động quanh mức cao nhất trong 11 năm qua. Giá một số loại thực phẩm chủ chốt với người dân toàn cầu cũng bật tăng trở lại, kéo theo những hậu quả khôn lường đối với cuộc sống của người dân. Ngay bây giờ chúng ta đang chứng kiến giá gạo tăng 10-12%. Vì vậy, nếu giá gạo tiếp tục tăng, chúng ta chắc chắn có thể đối mặt với một khủng hoảng lương thực. Tại khu vực Đông Phi, cuộc khủng hoảng nhân đạo và tình trạng thiếu lương thực đang có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn do các khoản viện trợ tài chính giảm, lạm phát toàn cầu tăng, trong khi chuỗi cung ứng hạn chế, khiến chi phí mua lương thực vượt quá khả năng chi trả của nhiều hộ gia đình. Đã có 80 triệu người trong khu vực bị mất an ninh lương thực trầm trọng. Một loạt các yếu tố đang thúc đẩy điều đó, đó là xung đột, vấn đề khí hậu, những cú sốc kinh tế. Ở Ấn Độ, cà chua đã gần như biến mất trên bàn ăn của người dân sau khi giá của loại quả này tăng gấp 5 lần. Không chỉ cà chua mà các mặt hàng nông sản khác từ Ấn Độ cũng đang tăng giá mạnh do mưa lớn và nắng nóng khắc nghiệt làm giảm sản lượng. Giá cà chua tăng mỗi ngày, người nghèo không dám mua. Nhiều người đã bỏ ăn cà chua hoặc đang sử dụng ít hơn rất nhiều. Các khách sạn đang tránh sử dụng cà chua. Tại Hàn Quốc, nhiệt độ thiêu đốt và mưa như chút nước gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp, dẫn tới giá rau địa phương tăng đáng kể. Theo số liệu của Tổng Công ty Thương mại Nông Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc,
giá của 19 mặt hàng nông sản chủ lực trong tháng 7 vừa qua đều tăng so với tháng trước. Theo các chuyên gia, giá lương thực thực phẩm tăng vọt hiện nay không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến các nước nghèo ở châu Phi và Trung Đông, mà còn khiến người dân ở những nước phát triển giàu có phải thay đổi thói quen mua sắm thực phẩm thiết yếu để xoay sở với các nguồn tài chính có sẵn. Điều này ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày, bao gồm cả vấn đề sức khỏe và dinh dưỡng. Giữa lúc nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu gia tăng, thì có một nghịch lý đang diễn ra. Đó là mỗi năm, 1,3 tỷ tấn lương thực thực phẩm, tương đương hơn 30% sản lượng lương thực toàn cầu đã bị hết hạn hoặc bị vứt bỏ trước khi đến tay người tiêu dùng. Con số này đồng nghĩa với việc thế giới đã vứt bỏ 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm chỉ vì lãng phí thực phẩm. Đó là chưa kể đến 250 tỷ mét khối nước được dùng để sản xuất số thực phẩm này cũng bị lãng phí theo, cũng như hàng tỷ tấn khí thải nhà kính dư thừa trong quá trình chế biến sản xuất thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường. Đang nói, lãng phí thực phẩm là vấn đề không của riêng quốc gia hay khu vực nào. Do đó, các quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh nỗ lực chống lãng phí thực phẩm bằng những chính sách và các mục tiêu ràng buộc. Tháng 7 vừa qua, Ủy ban châu Âu đã đề xuất một dự thảo luật, trong đó đặt mục tiêu ràng buộc cho mọi thành viên EU phải giảm 30% rác thải thực phẩm tổng thể trong các cửa hàng, nhà hàng và hộ gia đình tính theo đầu người vào cuối năm 2030 so với mức của năm 2020. Các quốc gia EU cũng sẽ phải cắt giảm 10% thực phẩm bị lãng phí trong quá trình chế biến và sản xuất vào cuối thập kỷ. EU cũng đang nghiên cứu một hệ thống ghi nhãn rõ ràng hơn về thời gian sử dụng tốt nhất và hạn sử dụng để tránh việc người tiêu dùng vứt bỏ thực phẩm vẫn có thể ăn được. Nếu việc lãng phí thực phẩm là một quốc gia thành viên, thì đó sẽ là nguồn phát thải khí nhà kính lớn thứ 5 ở EU. Chúng ta đang lãng phí thực phẩm khi hơn 30 triệu người châu Âu không đủ tiền mua một bữa ăn lành mạnh mỗi ngày và nạn đói đang gia tăng trở lại trên toàn cầu. Điều này là không thể chấp nhận được. Tại Pháp, nước này cấm các siêu thị lãng phí và buộc các nhà bán lẻ lớn tặng đồ ăn không bán được hoặc phải đối mặt với mức phạt là hơn 3.700 euro. Pháp cũng đặt mục tiêu giảm 50% chất thải thực phẩm vào năm 2025. Ngay sau Pháp, Hạ viện Italia đã thông qua luật chống lãng phí thực phẩm, vốn gây thiệt hại cho Italia 2 tỷ euro mỗi năm. Điều luật mới khuyến khích nông dân, công ty chế biến thực phẩm và thương nhân tặng thực phẩm dư thừa thay vì vứt bỏ, tuy nhiên phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Với luật này, Italia mong muốn nâng số lượng thực phẩm dư thừa quyên góp từ 550.000 tấn lên 1 triệu tấn để cứu trợ 6 triệu người gặp khó khăn. Trong khi đó, theo luật của Tây Ban Nha, tất cả công ty liên quan đến sản xuất và cung cấp thực phẩm phải có kế hoạch giảm thiểu chất thải thực phẩm, nếu không họ có thể bị phạt tới 60.000 euro và lên tới 500.000 euro nếu tái phạm. Tại châu Á, Trung Quốc tuyên bố siết chặt kiểm soát các bữa tiệc tại khách sạn, nhất là những bữa tiệc có giá 1.500 nhân dân tệ mỗi người, tương đương 220 đô la Mỹ trở lên. Các khách sạn, nhà hàng sẽ phải quy định số lượng thức ăn giới hạn phục vụ cho mỗi buổi tiệc, đồng thời có các điều khoản chặt chẽ, chi tiết về dịch vụ ẩm thực nhằm chống lãng phí. Côn trùng từ lâu đã được biết đến như một nguồn dinh dưỡng dồi dào. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc vào năm 2021 cho biết, với dân số toàn cầu dự kiến sẽ đạt 9,7 tỷ người vào năm 2050 và nguồn tài nguyên hạn chế về đất nông nghiệp và nước ngọt để canh tác, côn trùng được coi là nguồn thực phẩm lý tưởng cho tương lai, đảm bảo nguồn protein bền vững và giải quyết nạn đói toàn cầu. Với nền ẩm thực nổi tiếng tinh tế, Nhật Bản là một trong những quốc gia đi đầu trong việc phát triển ẩm thực côn trùng với những món ăn đa dạng. Nhật Bản có một lịch sử ẩm thực phong phú về việc lấy côn trùng làm thức ăn. Trong bối cảnh thiếu lương thực trong và sau Thế chiến thứ hai, người dân Nhật Bản ở một số khu vực từng đối mặt với tình trạng khan hiếm thịt cá. Vì vậy, châu chấu, tằm và ong bắp cày trở thành những món ăn chính của họ. Một nghiên cứu của nhà côn trùng học Tsunekata Miyake đã liệt kê 55 loại côn trùng ăn được trong thời đại Taisho từ năm 1912 đến 1926. Nhật Bản có truyền thống ăn côn trùng như châu chấu, nhưng gần đây đã có những tiến bộ trong việc nuôi một số loài khác như dế mèn và sâu bột để làm thức ăn. Vì vậy, khả năng sử dụng côn trùng làm nguyên liệu thực phẩm đang thực sự phát triển. Ngày nay, nhiều công ty lớn của Nhật Bản cũng gia nhập lĩnh vực ẩm thực côn trùng như thương hiệu bánh quốc gia Pasco với các dòng bánh quy và bánh ngọt làm từ bột dế mèn. Nhà bán lẻ Muji cung cấp bánh quy giòn dế mèn và các thanh sô-cô-la dế mèn. Nhà sản xuất thực phẩm chế biến Nichirei và công ty viễn thông Nippon cũng công bố đầu tư vào các dự án về ẩm thực côn trùng trong năm vừa qua. Thậm chí gần đây, thuật ngữ bột dế bắt đầu trở thành xu hướng trên các phương tiện truyền thông Nhật Bản sau khi có báo cáo về việc bột côn trùng được sử dụng trong bữa trưa và bữa ăn nhẹ ở nhiều trường học tại Nhật Bản.
Sự quan tâm của các thực khách với ẩm thực côn trùng còn thể hiện ở việc Takenoko, nhà hàng côn trùng nổi tiếng ở thủ đô Tokyo, thường xuyên kín chỗ vào cuối tuần. Tại đây, thực khách có thể dễ dàng thưởng thức món cơm risotto với dế chiên giòn, nhâm nhi rượu táo ngâm rán và tráng miệng với món tảo phớ phủ đầy ấu trùng. Ngày nay, mọi người không còn quá xa lạ với những món ăn từ côn trùng. Vì vậy, chúng tôi muốn tạo ra một nơi mà họ có thể ăn chúng một cách tự nhiên và gần gũi nhất. Nhà hàng Takenoko thuộc sở hữu của doanh nhân Takeo Saito, người đã thành lập công ty thực phẩm côn trùng Takeo Inc. cách đây 9 năm, chuyên cung cấp hơn 60 loại món ăn từ động vật chân đốt, trong đó có bọ cạp và nhện tarantula. Theo các chuyên gia, không chỉ phổ biến ở Nhật Bản, ẩm thực côn trùng hiện cũng nhận được nhiều sự quan tâm ở Trung Quốc, Đức hay Ba Lan. Trong bối cảnh thế giới đã cán mốc 8 tỷ người và có thể đạt đỉnh gần 11 tỷ người vào khoảng năm 2100, thực phẩm từ côn trùng đang ngày càng hấp dẫn và là chìa khóa cho an ninh lương thực trong tương lai, khi mà ngành sản xuất nông nghiệp truyền thống phải chịu áp lực rất lớn để cung cấp đủ thức ăn cho tất cả mọi người. Theo công ty nghiên cứu thị trường Fish Solution, trong năm nay, thế giới sẽ chứng kiến tình trạng thiếu hụt 8,7 triệu tấn gạo, mức thiếu hụt lớn nhất kể từ niên vụ 2003-2004. Các tổ chức quốc tế, bao gồm Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế và Chương trình Lương thực Thế giới, đều kêu gọi thế giới hành động khẩn cấp để vượt qua cú sốc chưa từng có này. Nhiều ý kiến cho rằng, cộng đồng quốc tế nên thúc đẩy thương mại tự do, đặc biệt tập trung vào việc giải quyết tình trạng gián đoạn trong chuỗi cung ứng lương thực do cuộc khủng hoảng tại Ukraine gây ra càng sớm càng tốt. Ngoài ra, một hệ thống cảnh báo sớm cho thị trường lương thực cũng cần được thiết lập để dự đoán khu vực nào có thể sẽ đối mặt với khủng hoảng lương thực và đưa ra biện pháp phòng ngừa kịp thời, phù hợp. Bản tin Nhìn ra Thế giới hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.